Chào mọi người, Chào cả nhà nha. nay tiếp tục thăm bãi cò kè cả nhà ơi. Hôm nay mình bỏ được mấy bữa rồi? Bỏ nay cũng hơi lâu rồi. Ba bữa rồi, ba bữa rồi. Anh em mình đi thăm bãi cò kè chứ anh em đi đủ đủ lọc ha. Đây, kiếm bạn mới về ăn cơm ngay. Thôi đi anh bay. Nay trời trời nó ui ui cả nhà, mưa hôm giờ luôn á. Nay đi thăm có dính được gì không? Câu công luôn trời ơi. Dạ, vậy hả? Công luôn hả? Còn gửi việc nữa hả? Còn câu công luôn. Ủa dính việc cả nhà ơi. Ôi ướt nhẹp luôn. Má. Má hả? Ôi ôi. Thằng hiếm hoài vậy. Ngoài nhóc bay nhóc nè. Chứ mình đi gặp quá trời mà. Nó bay nhóc luôn mà đều con cái luôn thì cũng hên xui chứ trời cũng ăn một câu không được 10 bữa hơn 10 bữa nó mới dính được lại con nữa chứ. Căng cánh ra bự không? Được, cỡ ký rưỡi à. Này máy. Máy nhẹ hơn trống. Quá trời bự. Bay xuống nước ướt nhẹp nè. Mập không? Buông đầu luôn rồi. Mổ. Sợ hoài đó. Sợ chết nhát. Sợ chết luôn buông hoài. Mổ cái cọc đó chảy máu à. Giữ như quỷ mà. Yếu rồi mấy bữa nó yếu luôn. Ừ cũng yếu luôn rồi. Dính nữa. Thường mình mỗi bữa mỗi thăm mấy công chuyện tùm lum tên mình đâu ngày nào thăm được. Chung bữa nay mấy anh em mình bữa có mấy anh em mình lận á. Con này là không phải vô danh sách đỏ nhưng mà cần được bảo tồn cả nhà. Nay mấy anh em mình không có bắt nha. Thả anh bơi. Thả luôn hả? Ủa cái gì? Tiếc à. Thôi nói chung là con này giờ cũng nó cũng hiếm lắm. Cần được bảo tồn cả nhà. Mấy anh em mình từ đây sau đó không bắt mấy này nữa. Nếu mà chính là thả. Yếu luôn rồi biết thả bay nổi không nữa. Nói chung mình tụi mình đi cắm câu này cả nhà chủ yếu bắt bìm bẹp với vài con cò đỏ à, chứ mấy con này bự quá thì nó lỡ dính câu thì thôi bây giờ anh em bình luận trên video á với vòng vòng nhà nói thôi thả chứ không bắt nữa. Không bắt hai con mà về cũng nuôi chứ không có ăn thịt cả nhà. Cho ông chú không nuôi. Nay lỡ dính con này thôi anh em mình thả tại chỗ luôn. Quyết định thả ha. Quyết định thả. cũng hơi tiếc mà nhưng mà thôi. Ừ. Nó không cho chết đỏ mà mình thấy mấy con này nó cần bảo tồn thả luôn đi ha. Rồi thả đi. Mình thiếu gì con để ăn đúng không? Ừ. Tại vì cái loại này nó giờ cũng hiếm lắm. Cái rừng này nó về dở lắm, vài chục con à. Thôi để cho nó sinh sản cả nhà. Thôi, giờ mình thả luôn đi. À, mình gà bẫy này cả nhà chủ yếu là bắt dạng cò đỏ với bìm bẹp đồ ha, chứ mấy này lỡ dính thì thôi còn ma rồi chứ mấy này dính thì thôi anh em mình lận vậy thôi anh em mình không bắt thả luôn. Quá bự. Quá bự. Giờ anh ba thôi, anh ba gài lại đây anh với Kim cầm thả lượt ha, kéo gà cái rồi giờ anh ba với Kim thả cả nhà ơi. À, chụp tấm hình làm kỷ niệm đi chứ mà không gặp nó nữa đâu á, thả cá đi mất tiêu luôn á. Tạm biệt mày luôn á. Tạm biệt nha. Về môi trường nha con. Rồi. Bay gì? Ừ, cánh biết nó bay được không ta? Trời ơi, thằng bỏ lá nó khô bay gì. Phải không? Ừ, đâu hai giờ thả thử rồi. Thả thử cho nó bay luôn nè. Thả đi. Bay đi mày. Ướt cánh này cả nhà. Trời ơi, chết nhỏ luôn rồi. Thôi bỏ đi. Để mình thả lát nó khô bay à. Thấy không? Dựng dựng cho nó khỏe lại đi, hồi nó đi. Bây giờ đi nè, nó ướt cánh rồi, nó dính câu lắm đó mày ơi. Ướt cánh cả nhà. Thôi đi. Đẹp đó. Đẹp rồi đó. Chúc cô bay à. Chúc cô bay liền à. Tạm biệt nha. Tạm biệt quay mày. Mày mốt đừng vô câu nữa nghe con. Bay về gặp chim đi. Mày vô câu mấy tao còn thả mày chứ mày vô câu mấy khác chừng nó biết có thả mày không á. Đúng rồi đó. Thôi, đi mày mày vô câu người khác là ăn thịt mày á. Thôi, tạm biệt. Đi.
nó đứng đó chút mà nó đêm nó khô cánh nó bay cả nhà ơi. Anh em mình bỏ nó hỏi khô lông nó đi rồi cả nhà ơi, nó bay à. Anh em mình đi chơi đi thăm quê còn đứng à. Nó đợi khô lông nữa đi á cả nhà. Rồi đây, giật máy đi đi. Hay qua anh kia đây ha. Rồi. Để qua anh kia hồi thăm có nữa quay cho cả nhà coi nha. Yếu luôn ha. Nó ướt lông mà. Rồi, đi quanh đây đi thăm đi. Chúc anh em quay lại coi thăm con vạc đó, coi nó bay không mà. Việc chiến vạc gì? Việc à. Việc. Rồi lát mình chạy bọc bọc đó mình quay lại thứ coi mình thăm thứ coi nó còn không, nếu mà nó còn thì đậu đó, còn nếu mà nó không còn thì nó bay đâu. Nếu mà nó yếu á cả nhà thì mấy anh em mình đem về nuôi cho nó khỏe khỏe lại thả. Để trong đây nó bay không được tới chết luôn phải không? Trời ơi, câu bật luôn kìa. Dính luôn. Dính luôn. Đang nói chuyện không? Nói chuyện quên luôn đó. Dính luôn đó. Nói chuyện quên luôn cả nhà ơi. Dính cò luôn. Cò ba. Cò này chắc không thả đâu ha. Cò này dính thả, mình thả vô nồi nha. Mấy cò này nó không quan trọng lắm, nói chung là nó không được đẹp với người ta. Có còn nãy nó quá hớp còn bự ha. Phá lúa như quỷ vậy. Nó con việc thì nó bự với lại nó cũng quý hiếm nữa. Còn cái động vật nó quý hiếm. Còn cái con cò này thì nó số lượng quá nhiều, quá nhiều. Phá lúa cả nhà, phá lúa dữ dằn lắm. Lúa mới xả là xuống nó đậu nguyên bầy đó là dậm sạch. Lúa mà có đồng đồng á, đậu lên là gãi đồng đồng gáo trơn. Phá dữ lắm. Ơi, rồi vô đó hết phá ha. Một con đầu tiên. Đúng rồi, con thứ hai con kia thả rồi. Con này mới thả luôn đi. Thả luôn là đi dở câu dẹp luôn. Trần trứng bài hết rồi đó. Dính thấy bài thật thật. Trời ơi, dính cò đỏ kìa. Hên dữ vậy. Này dính hàng bự mà mình thả nên cho dính hàng nhỏ nhỏ. Bù lại. Không lỗ. Ủa, không giữ rồi. Gì? Con này sao? Con 6 ly không giữ lắm. Bỏ bạc. Mập không? Còn đỏ mà lúc nào cũng mập. Nó chứ thấy nó nhỏ chứ ăn ngon lắm cả nhà. Nó nhỏ chứ mập ghê lắm. Nửa nguyên còn ha. Chạy mở. Vậy. Bỏ lấy cái bao nè, bỏ vô riêng. Bỏ chung đi, em bóp sát rồi, bữa giờ bỏ bình thường à. Nó nấu mẫu. Bỏ không? À. Bỏ đại vô đi. Cái này đổ lợp. Đó, để đổ lợp, đổ cá đâu. Bóp sát là vậy. Đâu có trở mình được đâu mà mẫu. Đâu nào mẫu nào. Hai con cả vậy. Qua đổ lợp luôn đi kia. Dạ thì con. Giờ lên có vợ khác rồi, nơi này nước giật quá trời luôn cả nhà ơi. Khô lợp trơn rồi. Chạy không? Trời ơi, chạy cá rô chết luôn. Cá rô chết. Bữa lợp thì chạy hai cá lóc bự ngon ghê. Khô. Vô này anh ba. Rồi, đi đặt lợp đi chút thăm nữa nha cả nhà ơi. Nó mất thời gian cả nhà ơi. Để sửa lợp rồi nó lâu lắm. Sặc lò thò hả? Cách sặc lò thò cả nhà ơi. Chà bá luôn. Ồ, sặc thò chà bá. Sặc này ha, muối chiên ăn đã lắm. Hết sức. Quá bự. Rồi ra sâu sâu chút thôi. Nước này đang rút này, mới mốt lợp chạy cho coi ha. Ê, tiếp tục hành trình. Băng rừng lội suối. Dính rồi. Nhịp luôn à. Đứng lại. Nấm mày. Nấm. Xin lỗi.
thấy tự lâu cái nước cúm nấm, cúm nấm quả đã này người ta thường kêu con gì, con gà, gà nước hả? Nó cúm nấm chứ mà gà nước. Gà, gà nước khác là, hả? Gà nước là trích nước á. Trích nước mình là kêu gà nước ha. Vậy sao bữa em thấy thằng kia nó gài quy trang bảy ok mình này nói con này nói gà nước nè. Gà nước là con trích nước của mình có màu đỏ. Nói chung là mỗi mỗi vùng kêu khác nhau chứ đâu biết được. Khi cái vùng mình nó kêu vậy cho vùng ta cái khác cho đúng không? Ừ. Quá trời mập anh ba. Mới dính một lúc à. Này chết máy anh ba. Máy. Máy nhà ơi. Trống là có mộng rồi. Ừ, trống có mộng. Về. Cái bao này để có một cái bao để đủ lợp. Để em động. Đừng đó để đựng cá đi. Có túi mà. Rồi đi đi. Túi hai con, hai con. Móc hàng. Này, con lấy cái nhà ơi. Mới vô rồi, mới vô thì được chụp rồi người dính bọn á. Bọn này á, có lý rồi đó. Nè thành quả chừng ngon đó nha. Chạy cá lóc chứ già luôn cả nhà ơi. Nửa ký không ta? Nửa ký à. Làm gì cái bao đâu không đổ vô bắt gì nữa, chở gì vị trí ngủ vậy? Để gì? Đưa hàng rồi đưa cho cái nhà nó xem cái đó. Đó nói rồi ha, còn được cái gì, còn được, còn được. Ôi ơi, ơi. Hết tình đã không cái nhà. Ôi ơi nói rồi ha, chút nữa về chứ chứ cũ luôn rồi. Không ẩu nữa nha, không có cá ăn nữa, sợ luôn. Xuống tới Mỹ rồi à, thôi lấy giò chặn ngang lại không. Đi luôn rồi, chút nữa về về đám rắp này 8 năm sau mới bắt được nữa. Sau này thành thành cá lóc cụ luôn á, đâu đâu bắt được nữa. Nói thầy không vô mé. Rồi, đặt lại luôn đi lên đường tiếp. Hướng này im á anh ba. Hướng này im ha. Chạy cá. Đặt lợp anh ba này anh chuyên nghiệp luôn cả nhà, đặt lợp xưa giờ luôn á, phải không? Thế hay lắm, không dọn ghê không, dọn trống với người ta đổ lén rồi người ta dễ lỗ nữa. Đúng vậy ha, thấy thì lại thấy cái dấu cỏ rồi nè, thì dần nghi nghi cũng là một lợp hai là trống không dở dở nhẹ cái nó đây chứ đâu à. Thôi đi cho nó chơi vui vui vậy cả nhà ơi, còn ai đổ được đổ chứ giờ biết sao. Quá lạnh quá lạnh. Quá lạnh nè. Này cũng vất vả lắm cái cả nhà ơi. Đi lội cái đó đó. Lóc dày. Cái này bữa chạy cá lóc dày nè. Ừ, giờ chạy con nữa nè. Cá lóc dày nó ngon dữ lắm. Từ đầu nước giờ mới thấy con cá lóc dày luôn á cả nhà. Thì mà nướng ha. Trời ơi nó nướng rồi đúng bại luôn, cá nào mà qua nữa. Thịt nó rồi, thịt nó trong veo đã lắm. Thịt trắng. Đổ ra ngoài coi. Trở về vị trí cũ rồi. Để em thủ. Cá lóc dày nè cả nhà. Nó mập rồi con khúc còn đồ luôn. Đã thì chi. Đúng cái lóc dày đồng không? Đúng rồi. Hợp lại ha. Hợp lại, vô vị. Hợp lại là vô vị cái rô lóc dày đó. Cá nướng đã lắm cái nhà. Nó sen nữa ha. Bạn mày lá cách đi. Lá cách à. Chìm lọp là dính dính gắn bự rồi đó. Ôi, dữ lắm rồi hả? Ếch luôn. Ôi, ôi, cái đây. Ôi, cái đây, cái già luôn. Trời ơi, ba con. Ếch sức ba cái đây. Bữa đặt cái đó em về đây nè. Ừ vô ba con có 2 ký, hơn 2 ký. Ừ vô quả không nổi luôn. Hết chết luôn. Đó thứ già đó, hết mà ăn được. Quá hớp rồi cả nhà ơi. Chạy cái lọp chìm lọp luôn rồi. Đổ ra không nữa nè. Trong ra, vô được ra được chứ. Cái đây trong ngon gì? Cái rô nè.
Sao không đổ vô bị kia kia cái lóc hả? Lóc. Ừ, để vô sàn. Hết sức bàn cái trời. Cũng mà rớt đi bắt gì á. Giờ như chiếc giờ như chiếc cũ luôn giờ. Nhặt đó. Ăn bẻ nhặt lên đi để hồi lấy dướng rồi sao? Bẻ nhặt đi anh ba, đi quải rồi đi dướng rồi sao? Nhặt có chưa đâu, giờ bữa còn chạy nữa. Còn một chút dữ. Chứ hôm mưa ha. Vậy lọt cho con lý ha. Ừ. Hôm mưa nữa cá nó chạy. Bạn bị rồi. Con bự thì không con cái tí. Ừ. Trần kia bật rồi không biết dính không lại coi nha. Quá trời lỗi ba canh mạch. À. Bị cá sắp nổi luôn anh bà. Băng, băng, băng hà luôn. Chết luôn, chết luôn. Ừ, vô xỉu ngang luôn cả nhà ô. Hàng không có sao chết hoài vậy. Chứ cũng đứt luôn cái giò. Hoài quá lâu. Này chừng dính rồi, dính rồi hôm hay gì á. Hôm mưa quá cái nó đuối đứt luôn. Hàng còn bảo hành cả nhà ơi. Mới chết. Còn dùng được. Tụi con coi y như còn sống luôn trời. Dựng đầu luôn cứng. Hết đường sữa. Còn bảo hành. Còn được thì cứ chơi. Tốc. Giờ đổ mấy cái lạp này qua đây đi coi. Đúng đúng. Cái lóc hả? Cái lóc giòn giòn. Đó, vậy á. Nghiệm đổ cái đẳng ở cả nhà. Nhưng mà có lý không biết được mấy con này có lý. Ừ rồi. Cá trê à? Trê. Cá trê với hai cá cái này cái gì quên ta? Cá mùi. Cá mùi. Ngon quá ha. Hai cái mùi trắng kìa. Rồi, vô bị luôn. Trúng cá rồi nha. Trúng cá này, trúng cá hơn trúng cò. Vũ sạch sạch á. Hồi mình ăn mình giặt á, khi mình giặt á, nó sáng lợp lại. Cái nó chạy mạnh. Rồi đặt đi. Thở mấy cái đường này nó ngập hết trơn à. Nay khô à. Bắt coi kìa. Trời đó. Vừa cần câu đây em thấy luôn. Chút nó đi qua luôn rồi. Hôm mưa mình mấy nhẹp đây. Trời đó cả nhà ơi. 6 ly. Trời 6 ly rồi hoài luôn. Không dính gì hàng quý hết trơn, còn dính cò đỏ không? Quý vậy, thả còn đồ gì nữa. Có hàng quý còn cũng thả nữa ha. Này có còn hàng hiếm thả rồi cả nhà ơi. Để cháu ly đỡ đi chứ sao giờ. Có hàng không. Chủ yếu mình đi, mình gà bẫy mình bắt mấy con này chứ đâu có bắt mấy con bự đó được. Có chính là hơn. Nếu mà mình kiếm mấy chất nước rồi đó. Gạt đồ đó. Gạt đồ. Cũng núm được mấy con đó. Cũng núm. Bình thường. Mấy người đó ok ha. Cái việc lửa không ok ha. Quá,
bắt sẵn sàng nốt bắt bỏ tù chết luôn. Thì làm YouTube 13 thằng đi ở tù, thằng 3 năm lại ta luôn. Vì gặp cái kênh chưa bật nút kiếm tiền đó chắc vui lắm á. Là này lên cái đó triệu view luôn chứ. Tôi là ở tù luôn là cả nhà ơi. cho mấy anh em quay clip cuối á. Ủa dính con gì, kéo dây vô coi anh ba ơi. Cò hả? Cò ba. Trời ơi, treo lông thòng. Cò bay đâu đây kỳ vậy? Dính để bay vòng vòng chứ. Bạch chuẩn mổ á. Trần này bữa giờ dính cũng bổn ha. Trần này ngon chứ không? Trần ngon. Mà dính ba cò này không à? Bữa giờ không dính con gì lạ chứ. Dính gì hả? Trời ơi, bay trắng lông chừng này. Rồi anh em mình còn mới cần nữa đi thăm cái con coi dính không dính thì quay thành quả cho cả nhà coi nha. Gần hết 7 rồi cả nhà ơi. Trời nay ui ui đi cũng khỏe. Nè không có nắng. Bữa trời nắng đi le lưỡi luôn. Bảo vô nữa. Qua bờ này dính hai con cũng ngon quá ha. Ừ đủ gấu. Ơi, thành quả cả nhà ơi. Móc đồ nghề ra coi, đủ con ếch ngon quá trời ha. Còn dùng được không? Còn nó chết nhưng mà còn cái gì còn hạn. Còn bảo hành. Còn bảo hành. Đầu vui quá trời cá luôn cả nhà ơi. Đúng. Cái trời con nào nấy. Cành không? Cái trời này đỡ thiên nhiên. Cái trời này đỡ thiên nhiên. Mình uống cái thì mở liền nha. Thì mở cái đường nào cũng thì mở. Ba cái trời long thần. Một cái lợp một cái cả nhà, một cái lợp chạy ba cái tê đó. Quá im, cái lóc nữa. Đâu quá đã ha. Được con cá lóc dày, móng cái lóc dày lên kênh ba. Đó, cái lóc dày. Lóc dày mà cái này giờ mình cũng có kiếm nữa phải không? Trời khó. Từ đầu nước giờ thấy mới gặp được con một á. Có hiếm. Dễ ăn không? Rồi, bên đây cò. Cò cúm nấm. Cò đỏ được mấy con? 7 con. 7 con với con kia nữa là 8 con. Có con việc bự lắm cả nhà, thả rồi cả nhà đầu lép á. Mấy con đó tại anh em, nhiều anh em bình luận á, nói lỡ có gì vướng trên đến công an á nguy hiểm lắm. Anh em mình giờ nếu mà có dính đó là anh em mình thả hết chứ không bắt. Còn 2 con trước thì anh em mình có gửi cho ông anh nuôi rồi cả nhà ơi. Dữ ghê. Trời ơi, con đỏ mà, con đỏ còn dữ mà. Còn sống được 5 con cả nhà ơi. Chết 2 con. Là được bên em được cò được 7 con. Cá cũng được 4 kg hơn bà. 4 kg à? Hơn. Tại mấy cái trại bự. Nhờ mấy cái trại nặng. Trời, quá đã ha. Nay mình cũng đi cũng được ha. Ừ. Nay thành quả cũng im chứ được mớ cá quá trời ngon. Mớ cá với mớ cò. Nước. Rồi về chào cả nhà, về luôn anh em ơi. Chào cả nhà luôn nha. Hẹn cả nhà clip sau nha. Cả nhà thấy video hay cả nhà nhớ để lại một like, một lượt đăng ký, chia sẻ giúp anh em mình nha cả nhà. Vô trùng hết luôn đi, chấp chấp đi.